Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơn Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng, khu vực rừng Gia Ly về được một số combo kiến đó. Thì em đã chia ra thành từng hình rồi. Và mỗi hình thì đồng giá là 450.000 một hình nhé mọi người. Thì hôm nay em có từ combo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhé mọi người. Và mỗi combo là 5 con kiến đó. Thì các bác anh chị thích trang kiến thì có thể mua loại này. Thì nó rẻ hơn là cái hàng về lớn nha. Và đặc biệt là 5 con kiến này nó sẽ cho ra 5 mặt hoa khác nhau nha. Bởi vì giá hàng nó rất là hay. Kiến mùa này thì nó bắt đầu xuống lá nên là nhìn nó cũng không được đẹp mắt lắm. Tuy nhiên là hai mùa này trông cực kỳ khỏe nha mọi người. Đó. Và trước khi giới thiệu thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách trồng kiến ở trong vườn nhà em. Đây, đây là những cái con kiến nhỏ mà đầu năm em trồng đây. Đó. Thì cái cách trồng kiến á, thì ở dưới đáy á, thì mọi người có thể là để một cái miếng dớn hoặc là một cái miếng xốp, sau đó mọi người cắm mấy cái que đũa lên nè, cắm mấy cái đũa vào. Đó, xong rồi bắt đầu là rải vỏ thông vào. Vỏ thông hoặc là trộn với than cũng được, đó, thêm ít dớn nữa thì càng tốt để giữ ẩm nữa. Sau đó rải thêm một ít phân dê là xong. Rồi cái kiến giả hạt thì mọi người cứ trồng sao cho cái bề mặt rễ nó vừa chạm vào cái bề mặt da thể là được rồi. Rồi sau đó chăm tưới như bình thường thôi. Và mọi người biết những cái con kiến như vậy nè. Đó, mùa này thì nó thắt ngọn xuống lá đúng không? Mọi người về chăm đi. Sang năm là nó lúc đó là nó có cái lực từ cái mầm tơ cũ nó sẽ đẩy lên rất là nhanh. Những cái con kiến này nhỏ cỡ 2-3 cm vậy thôi, nhưng mà sang năm thì nó phải dài hai mấy 30 cm đó mọi người, nếu mà chăm tốt đó. À, rồi và đây thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng combo nhé. Dạ ơi mượn cái thước quá dạ. À, lúc quay em sẽ để bên cạnh là cái thước 50 cm để cho mọi người dễ hình dung được kích thước của cái con kiến luôn nha. Nói chung hàng kiến mà thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà hàng này là hàng dê cực kỳ khỏe luôn. Rồi đầu tiên là combo số 1 nha, 5 con nha, một con kiến nè, thân tím rất đẹp. Hai con kiến nè, ba con kiến nè, kiến này thân hơi mạnh tí. Bốn con kiến nè, kiến này thì có tới hai thân tơ luôn. 5 con kiến, đó, vàng kiến nhỏ đây. Rồi, combo số 1 giá 450. Tiếp theo là combo số 2. Một con kiến nè. Hai con kiến. Ba con kiến. Bốn con kiến. Năm con kiến. Đó. Kiến mùa này nó bắt đầu xuống lá rồi nên nhìn nó cũng không được tươi mơn mởn đâu nhé mọi người. Về chăm thì năm sau cực đẹp luôn. Rồi combo số 3 này cũng 5 kiến luôn. Một con kiến nè, hai con kiến nè, ba con kiến nè, bốn con kiến nè, năm con kiến. Rồi theo sang combo số 4 nè, cũng 5 kiến luôn. Một con kiến nè, hai con kiến nè, kiến đây, thân tơ này xuống lá này. Ba con kiến này khá lớn. Bốn con kiến. Năm con kiến. Rồi. Theo combo số 5. Một con kiến này. Hai con kiến. Ba con kiến. Bốn con kiến. Năm con kiến. Đó. Tiếp theo sang combo số 6. Một con kiến nè. Xuống lá nhưng mà nhìn rất đẹp. Hai con kiến nè. Ba con kiến. Thân tơ đây. Xuống lá rồi. Bốn con kiến. Và năm con kiến. Đây. Rồi, combo số 6 450. Combo số 7 cũng vậy luôn. Một con kiến nè, hai con kiến nè, ba con kiến nè, bốn con kiến nè, năm con kiến. Rồi
Đó, cách trồng thì như em hướng dẫn rồi, thì có một số bác thì ghép lên gỗ lũa, nhưng mà theo em thì nên mọi người nên trồng vào chậu để chúng ta cung cấp được chất dinh dưỡng cũng như là cái chậu thì nó dưỡng ẩm là tốt hơn so với cái gỗ lũa nha. Đó. Và cái này thì em trồng nó cũng hơi dai vậy mọi người. Về mọi người chỉ cần mỗi chậu là mọi người trồng lấy 1 tới 2 cây là được rồi nha. Tại cái này thì cái không gian vườn em nó cũng hơi chật hẹp, nếu mà trồng nhiều chậu quá thì cũng không có chỗ treo. Đó nên là em trồng cỡ 4 về đây một chậu. Đó, còn bình thường các bác trồng một về một chậu hoặc là một về hai chậu là được nha. Đó. Rồi, các bác anh chị có nhu cầu mua combo nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo.